bị camera siêu khủng sắp ra mắt, Xiaomi sẽ là hãng đầu tiên sử dụng cảm biến 108 megapixel cho smartphone của mình. Các tin đồn tập trung nhiều nhất vào chiếc Mi Mix 4, có thể ra mắt vào tháng 10 tới. Tuy nhiên theo thông tin từ XDA Developer, hãng smartphone Trung Quốc Xiaomi đang phát triển tới 4 mẫu điện thoại thông minh khác nhau trang bị camera sau 108 megapixel. Điều này được tiết lộ qua phần cốt của ứng dụng Mi Gallery trong giao diện MIUI. Ứng dụng này có thêm hỗ trợ xem ảnh 108 megapixel ở độ phân giải đầy đủ, dành cho 4 thiết bị trên. Vì thế có thể tất cả 4 smartphone này sẽ trang bị cảm biến 108 megapixel và có khả năng chụp ảnh 108 megapixel nếu người dùng chuyển qua chế độ chụp thủ công và kích hoạt nó.